Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ số tháng 3 năm 2022 được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu đòn võ tại Thái Nguyên. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức. Thưa quý vị và các bạn, chính thức triển khai tại các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 để thay thế phiên bản TCVN ISO 9001-2008. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đã chứng minh được hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hiện nay đã có 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8 đơn vị hành chính cấp huyện. 178 đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Nhìn chung, các cơ quan đơn vị đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 và các quy định tại quyết định số 19/2014. Ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 26 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan đơn vị chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với 100% thủ tục hành chính. Một số nội dung chưa được đảm bảo theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng chưa được thực hiện kịp thời. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì thực hiện việc chuyển đổi, tiếp tục đưa nội dung này vào chương trình cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Nhằm bảo đảm tính thống nhất, chuẩn hóa trong việc quản lý và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia nghiên cứu xây dựng thành công bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là nhiệm vụ thuộc đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 100 ngày 19 tháng 1 năm 2019. Bộ tài liệu này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, các quy định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm chuyển hóa về hình thức, nội dung thẻ, tem, nhãn để truy xuất nguồn gốc. Cách thức quản lý việc áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã truy vết, thông tin truy xuất nguồn gốc. Các thông tin truy xuất nguồn gốc được xây dựng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả năng định danh đơn nhất cho từng đối tượng truy xuất. Đây cũng là bộ tài liệu hướng dẫn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, bộ tài liệu này đã được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai áp dụng thí điểm cho các sản phẩm OCOP của 3 đơn vị: Hợp tác xã chè Hảo Đạt, Hợp tác xã chè Sơn Dung, Hợp tác xã Tâm Trà Thái. Sau khi áp dụng theo hướng dẫn của bộ tài liệu này, các công đoạn tạo ra sản phẩm giúp truy xuất thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, kịp thời phát hiện những điểm không hợp lý để chủ động cải tiến, khắc phục, nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, góp phần thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai toàn diện việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên thời gian tới. Để kịp thời hỗ trợ các hộ dân tham gia xây dựng mô hình sản xuất giống ngô ngọt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vừa qua, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cấp phát giống, vật tư, phân bón cho các hộ tham gia thực hiện mô hình tại xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Mô hình sản xuất giống ngô ngọt được triển khai xây dựng tại vụ xuân hè năm 2022 có quy mô 1 hectare với 4 hộ dân tại xóm Cây Thị, xã La Hiên tham gia. Căn cứ định mức quy định của mô hình, tổng số giống hỗ trợ cho các hộ là 6kg và phân bón đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Trước khi gieo trồng, các hộ dân tham gia mô hình đều được hướng dẫn tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh ngô ngọt giống SVK1011. Ngô ngọt là cây sinh trưởng và phát triển mạnh, thời gian sinh trưởng ngắn từ 75 đến 80 ngày, thích ứng rộng với thời tiết nên có thể trồng quanh năm. Năng suất bình quân đạt 450 đến 600kg trên một sào.
các hộ dân tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 80% giống và 40% vật tư phân bón, còn lại các hộ dân đối ứng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến xương khớp trên thị trường là rất lớn. Hiện tại trong tỉnh Thái Nguyên chưa có các doanh nghiệp dược phẩm để tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Để cung ứng nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dược liệu, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu đòn võ. Đây là nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa xương khớp từ nguồn dược liệu cây đòn võ phát triển tại tỉnh Thái Nguyên. Đề tài nằm trong chương trình hợp tác phối hợp giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đề tài do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Với mục tiêu phát triển nguồn dược liệu cây đòn võ tại tỉnh Thái Nguyên, xây dựng được quy trình chiết xuất nhóm hoạt chất từ dược liệu cây đòn võ và tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa xương khớp. Cây đòn võ, người dân bản địa thường gọi là cây chói châu. Đây là cây dược liệu quý của tỉnh Thái Nguyên, dạng cây thân gỗ nhỏ, mọc hoang trên các vùng núi và gần đây mới được phát hiện tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Cây đòn võ có thể thu được thân lá để sử dụng và không mất nhiều công chăm sóc. Trong y học dân gian, cây được dùng để chữa bệnh thoái hóa xương khớp, đau lưng, đau xương khớp. Đấy, thế thì các cụ truyền lại là cái cây này, cái thứ nhất là chữa được cái bệnh thấp khớp xương này. Là cái thứ nhất, đấy là cây này là về băm ra, hay phơi khô cũng được, mà nấu tươi cũng được. Đấy, ta nấu uống thì nó chè thôi. Cái lá này thì là bọc thuốc bị vẩy mắt ấy, cái lấy mộng ấy. Đấy, thế đấy là cái tác dụng thứ hai. Thế còn những cái mà sưng lên mà bị đòn, thì ta ngã hay trượt chân hay ngã xe máy hay đánh đấm nhau tím, thì cũng phải dùng cái thân cây này để ta sắc uống để nó tiêu tục máu. Cái cây này ấy, thì nếu là cái cành này mà nó có chỗ dựa, nó có thể lên đến 20 mét, nó dài ra thế này, chứ nó không ngắn thế này đâu. Nó cứ thế này nó phát triển ra, nó có chỗ dựa, nó lên ghê lắm. Nhằm bảo tồn và phát triển các cây dược liệu quý và tạo vùng nguyên liệu để phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp, nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xác định được tên khoa học của cây đòn võ là Bremna flavescens. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy cặn chiết ethanol của cây đòn võ thể hiện hoạt tính kháng viêm khá tốt, không có độc tính và có chứa nhiều nhóm chất hóa học có hoạt tính sinh học cao. Đây là cơ sở tốt để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về thành phần hóa học và tác dụng dược lý để chứng minh tác dụng chữa bệnh của cây đòn võ và chiết xuất, bào chế tạo sản phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa xương khớp. Hiện nay, đơn vị chủ trì đề tài đã thu thập mẫu cây đòn võ phân bố tự nhiên ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, định danh tên khoa học, lập tiêu chuẩn mẫu cây và lưu mẫu, nghiên cứu và tiến hành nhân giống cây đòn võ bằng phương pháp dâm cành. Tỷ lệ dâm cành đạt khoảng từ 65 đến 70%, tỷ lệ cây dâm cành đưa vào trồng đạt khoảng 80 đến 85%. Qua cái quá trình mà nghiên cứu trồng cũng như là nhân giống thì chúng tôi thấy rằng là cái cây này nó khá là phù hợp ở những cái vùng trung du đồi núi như thế này ạ. Về thổ nhưỡng, về khí hậu và có thể trồng xen canh với những cái cây rừng. Vì tiếp theo thì vẫn phải theo dõi cái quá trình phát triển, đánh giá sự phát triển cũng như là tình hình sâu bệnh để từ đó mà có thể đưa ra được cái quy trình trồng cũng như là có thể chuyển giao cho người dân địa phương hoặc là các cái cơ sở họ muốn nhân giống cái cây dược liệu này. Thời gian tới, chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu khoa học, chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ lá và thân cây đòn võ, xây dựng quy trình chiết xuất chế phẩm chứa nhóm hoạt chất từ lá hoặc thân cây, nghiên cứu tạo sản phẩm viên nang cứng, hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp, xây dựng bộ hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện xin đăng ký lưu hành sản phẩm, theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài triển khai thành công sẽ làm sáng tỏ thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây đòn võ, bảo tồn được cây đặc hữu của tỉnh Thái Nguyên. Qua đó tạo cơ sở khoa học để phát triển và sử dụng có hiệu quả cây đòn võ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đóng góp vào các công bố quốc tế và trong nước về cây đòn võ.
Chuyên mục khoa học và công nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.